Ủa, đây là cái gì vậy ta? Vậy đi, mình có cái này hay lắm luôn nè. Mình còn muốn ngủ nữa cơ. Bunny ơi, dậy đi, đi tìm kho báu với mình không? Nho ơi, mình có cái này hay lắm, dậy đi. Cái gì vậy? Xem nè, mình tìm được một tấm bản đồ kho báu. Wow, kho báu hả? Đúng đó, chỉ cần đi theo chỉ dẫn thôi, tụi mình sẽ đến được nơi cất giấu kho báu. Như vậy là tụi mình sẽ vào to. Giờ tụi mình sẽ mở một chuỗi cửa hàng bánh ngọt cho riêng mình. Và không cần phải phụ thuộc vào bất kỳ ai khác nữa. Đúng rồi. Mau lên đường thôi. Đi. Trong bản đồ nói đi 10 bước, sau đó rẽ trái. Rồi đi thêm 10 bước chân nữa. Hả? Sao tụi mình lại quay trở lại điểm xuất phát vậy ta? Chết rồi, mình lộn, quẹo phải cơ. Lạ thật, đáng lẽ ở đây phải có một cây sồi chứ. Và mình không thấy luôn cái hố to và đống rác nhỏ nữa. Bản đồ này làm khó tụi mình nè. Cái cây qua thời gian sẽ bị đốn đi, cái hố cũng bị lấp lại, và đống rác nhỏ cũng phải được dọn đi chứ. Vậy tụi mình phải làm sao đây? Mình đói rồi, muốn về tiệm bánh ngọt cơ. Đừng có vội nản như vậy mà. Ngã rẽ bên kia. Jessica. À, bánh gì to quá, no bụng rồi. À, đây chính là mình mà. Sao mình lại to như vậy chứ? Nho ơi, bạn đâu rồi? Nho ơi, bạn đâu rồi? Nho. À, Nho ơi, mình đây nè. Sao bạn lại bự như vậy rồi? À, bạn làm gì vậy? Không nhận ra mình hả? Cái bạn thấy vừa rồi chính là ảo ảnh do chính khu rừng tạo ra đó. Ủa vậy hả? Làm mình sợ hết hồn. Khu rừng này sẽ nuốt chửng tất cả những ai lọt vào đây bằng sự ngọt ngào của nó. Meo meo. Sao bạn lại ở đây? Mình đi tìm bạn của mình. Có phải là bạn ấy ở kia không? Đâu? Nho ơi, dậy đi. Dậy đây đi. Là đâu? Giờ mình là ai? Chắc bạn ấy bị đói bụng nên mất đi. Theo mình nè. Là dụng đất Wildstyle, ngôi nhà chung của các shop pet. Các bạn có thể gọi là bộ lạc Wildstyle. Wow, không ngờ một nơi rừng núi như vậy lại có một bộ lạc hoành tráng như vậy luôn. Tụi mình sẽ chiêu đãi các bạn một bữa thật thịnh soạn. Cảm ơn mấy bạn rất là nhiều. Nhưng tại sao các bạn lại tới đây? Tụi mình đi tìm kho báu đó. Kho báu hả? Một kho báu to đùng luôn. Nhưng không hiểu tại sao tụi mình lạc đến đây nữa. Thôi mình xem bản đồ đi. Đây chỉ là một tờ giấy nháp đi lung tung thôi mà. Mình không tin. Đây chắc chắn là một kho báu đó. Được rồi, để mình giúp cho. Thank you.
mình có thể đánh hơi và lần theo mùi hương đó tới cả 100 dặm. Wow, bạn giỏi thật đó. Wow, kho báu kìa. Đây chính là kho báu. Đây đúng là kho báu vô giá còn gì. Xấu hổ quá đây. Mỗi khi xấu hổ, bạn ấy hay biến thành bánh ngọt lắm và cứ trốn không chịu ra đâu. Các bạn ơi, đôi khi điều thú vị không đến từ kết quả mà từ hành trình tìm kiếm, và tụi mình đã khám phá một kho báu vĩ đại, đó là sự hiện diện của bộ lạc Wildstyle. Tuyệt quá phải không? Kho báu của các bạn là gì? Comment cho tụi mình biết với. Bye bye, hẹn gặp lại.